Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Nam đang trên đường đi đến hồ Ô Thum. Một lát Nam sẽ vào đó để ăn gà đốt Ô Thum. Trên có một chuyến hành trình ngày hôm nay thì Nam đi chung với bạn này gọi là bạn Tiến. Còn ở đây là hai bạn đến từ Đà Nẵng. Đà Nẵng rất là vui vì được gặp được hai bạn ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng theo cái đường này thì đi khoảng tầm chắc là 200 mét nữa là tới. Đi bộ hay là đi xe? Đi xe mà trước vẫn hơi hơn. Không, bây giờ chúng ta sẽ lên đường. Đó giờ mình nghe nói là cái món nướng gà đốt Ô Thum nhiều người ta quảng cáo lắm rồi mình chưa có đi ăn bao giờ. Hôm nay rất là may mắn chỉ có dịp đi chung với bạn Tiến. Vậy là cái hồ này gọi là hồ Ô Thum đúng không? Đúng rồi. Nó bao quanh hết. Ôi da. Được quá dàn sóc. Nhưng mà mực nước ở đây tương đối là thấp. Không, là mùa này hơi thấp á. À, mùa này nước nó khô ha, không có mưa nhiều ha. Mùa này nước rất nhiều. Mùa nước lên trước là nó ngập lên tới cái trên này luôn. Cảnh đẹp ở đây phải nói là rất là hữu tình. Ở trên thì đã có sương mù, có mây. Phải ra được cái góc chỗ cái tảng đá đó, nó đẹp đó ha. Chỗ nào? Đó, cái tảng đá này vậy. Ờ đúng rồi. Mình phải ra được chỗ mấy tảng đá đó là bao đẹp luôn. Mấy cái cây này là gọi là cây thốt nốt nha các bạn. Hồi nãy hai bạn ở Đà Nẵng không có biết cây này là cái gì. Hai bạn nó tưởng là cây cọ nhưng mà không phải, là cây thốt nốt.
hình tròn á. Rồi giờ chúng ta sẽ ghé vô một cái quán ở đây. Đây cũng có dầm. Ăn xong rồi mệt nằm ngủ luôn. Chiều về. Ồ, ô hết đường hả? Ủa gì mà không ăn đâu? Vậy là đi vô đây cho biết thôi. Đi vô đây cho biết rồi sao mà đảo ra ăn ngoài kia. Đây là có một cái đồng cỏ nè. Cái đường mình đang đi giống như là một cái con đập vậy đó các bạn. Đê chứ, giống như con đê vậy đó. Vậy là trước đây là ở đây là không có cây cầu. Ừ, nguyên bên đó là bãi cỏ đã lắm. Hôm qua đó chụp hình đẹp. Còn bây giờ nó sang hết trơn. Vậy là ông nào mua đất ở đó rồi làm quán luôn. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà cái quán ở giữa này sẽ đẹp nhất. Đúng rồi. Mình nhìn được xung quanh bao quát luôn đúng không? Tôi chưa ăn quán trong đó lần nào. Mùa này không biết nước còn nhiều hơn nữa. Một lát mình sẽ đi qua rừng tràm để mình giới thiệu với các bạn rừng tràm Trà Sương nha các bạn. Mặc dù là trên mạng có rất là nhiều video clip rồi nhưng mà gần đây thì bên rừng tràm người ta mới xây một cây cầu cũng đẹp lắm. Mình qua đó sẵn rồi mình quay mình giới thiệu cho các bạn xem luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua cây cầu cây nè. Ui da. Ảo diệu luôn. Thôi. Nước ở đây không có được trong. Chà, sao ở đây lại có ốc ta? Trên núi mà có ốc nè. Trên núi mà có ốc nè Tiến. À, không chạy. Có nước là có ốc. Ốc này trong cát hay sao á? Ốc nhỏ xíu à. Ủa chút xíu rồi nè. Tôi nghĩ cho đại kẹt. Ốc nhiều ghê luôn à. Ốc này là ốc trên núi nha các bạn. Ốc này còn sống nha. Nãy mình tưởng là người ta đãi cát lên là có ốc không mà. Ủa
ốc mà đang bò nè. Lạ ghê, hôm trên núi còn có ốc nữa. Nhiều ghê luôn. Nắng quá. Đau nhất mà, nhưng mà ở ngoài em gọi là cây số hổ. Không, cây số hổ hả? Cây số hổ có này, cây này là cây đau nhúc. Ra vô là nó teo rồi nè. Đau nhúc nè. Mấy số hổ là cây hằng ở trên kia nó có gai. Ừ, có gai nữa, còn cây này không có gai. Cây này cái thân nó có cái phao nè. Thân nó có cái phao nổi trên nước nè. Hai bên theo người ấy. Chị đứa. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên, đi qua một cái quán nào đó, đi vào một cái quán nào đó để ăn gà đốt. Gà đốt là nó đốt trong cái lù hay sao tiếp? À, muốn quay thì chắc hơi vô biết nữa cho bạn. Bữa nay vắng rất nhanh mà. Hôm nay đợi lâu lắm. Nó giống nướng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên đường. Sau khi đi lòng vòng lựa quán thì cuối cùng Nam cũng lựa được một cái quán ở dưới này. Tại vì những cái quán ở bên kia ngay công trình đó, người ta làm nó ồn ào quá, với lại nó nắng quá. Sẽ lựa cái quán mà nằm ở dưới này cho nó mát mẻ. Ăn uống thì nó cũng yên tĩnh, ngủ nghỉ thì cũng được. Wow, các bạn có thể thấy là quán, chủ quán bài trí rất đẹp các bạn. Tự phục vụ hả? Nước ngọt đi. Pepsi. Writer đã nào. Sprite ở cái đó uống ngon hơn á. Sprite. Sprite. Vậy là chúng ta sẽ ngồi ở đây đợi chủ quán làm gà nướng. Ủa cái gì? Gà đốt. Chắc cũng phải 15 phút quá. 15-20 phút gì đó. Tùy quán đông hay quán vắng. Quán vắng thì chắc 15 phút. Hình như bữa nay chỉ có mấy đứa mình ở đây thôi à. Không có ai ăn hết. Tại vì mình đi ăn quá sớm, mới có 9 giờ là lên đây ăn rồi bắt chủ quán phải làm. Bữa nay thứ hai nữa. Xếp hàng luôn hả? Đúng rồi. Dữ gì? Xếp hàng, ông mua về là một tiếng sau chưa có gà đưa về cho ông. Nướng không kịp luôn. Tranh thủ thức sớm làm sớm mình ăn. Đốt trước gà con. Tôi làm kịp, tôi không kịp. Rồi. Như vậy là đây là cái món gà đốt ô thum đây. Ô thum là địa danh ở đây đúng không? Gà đốt ha. Đây như thường lệ trước khi chúng ta ăn thì chúng ta phải làm một cái nghi thức, đó là chụp hình đăng Facebook. Nhưng mà mình không biết là làm sao mà ống nướng mà nó ống đốt mà nó lại chín đều như thế này nè. Này nó giống như quay hay sao vậy? Quay, quay, quay.
đây thì có một cái dĩa cơm chiên, kia là rau, ở đây là có tỏi luôn, cho nguyên một củ tỏi luôn. Đeo bao tay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn. Rồi ai làm nghi thức gì làm chưa trước đây nghe rồi ăn nha. Không hết chưa rồi chắc con gà. Làm nghi thức gì làm lẹ lẹ đi nha. Ủa sao con gà nữa nó hơi nhỏ ha. Gà núi ơi. Chủ quán rất là chu đáo cho chúng ta hai cái bao tay. Con gà này là giá bao nhiêu vậy anh Tiến? Gà 250 combo 300. Combo là sao? Đó. Combo là bao gồm là dĩa cơm, dĩa rau, xoài. Con gà chắc ăn không đủ quá. Thì này hồi sáng ăn cơm đó. Con gà này. À không phải không, không thấy nội tạng chứ vậy? Nào ông giết người ông mới có nội tại được. Thấy không? Cứng quá ha. Thì cái sáp nó mới ra được. We'll be right back.